Xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em đến với video tiếp theo của mình. Thì hiện tại sau lưng mình đây là một cái chú một giở. Cái hàng này thì nói chung là đứng gần vào thì nó không nhảy rồi, nhưng mà lúc mà sờ vào nó dãy dãy như là ma làm luôn anh em ạ. Thì hôm nay mình cũng lên một cái video hướng dẫn anh em là cách đi rượt dãi, làm sao để khi mà có một cái chú chim, tức là thường thì anh em hay rượt dãi mộc giở, thì anh em lưu ý những cái điểm nào khi mà anh em cho tiếp xúc con chim với cái môi trường khác. Bình thường thì đối với những con chim mộc giở ở nhà anh em ấy, hót rất là tốt. Thường đối với những con da rộng này, những con nào tố chất thì 3 đến 6 tháng là anh em có thể bắt đầu đi rượt dãi là được rồi. Đó. Thì trong cái quãng thời gian đấy nhá, anh em phải để ý nhá, đối với những cái con chim của mình ấy, nhà mình, khi đã thấy dấu hiệu con chim bắt đầu hót nhiều lên là một. Thứ hai nữa là thấy con chim nó truyền cầu, nói chung là cảm giác mà con chim bắt đầu là có thái độ rồi thì bắt đầu mình mới cho đi rượt dãi. Chứ tránh cái trường hợp ở nhà anh em không có một tí thái độ nào hết, kèm theo là con chim nó bị đè rất là nhiều. Đó, mình không nói đến cái trường hợp là cái con chim gọi là gì nhỉ, con chim giấu nết ấy, tức là chỉ chơi ở ngoài không chơi ở nhà đấy, thì những cái con chim đấy mình không nói đến. Nhưng mà đối với những con chim mà anh em đã có ý định gột từ mộc giở hoặc là mộc lên, thì anh em lưu ý giúp mình là con chim nó phải có thái độ đã hót, và khi mà mình quen với cái môi trường của nhà mình rồi thì mình dần dần đi rượt. Cái việc đầu tiên mà khi đi rượt thì anh em lưu ý giúp mình là cái vấn đề về để chim. Dù con chim của anh em có tố chất đến mức độ nào, hay là ví dụ như con chim nó có khủng cỡ nào, mình khuyên thật lòng là thế, thì nên để xa những cái dàn chim cứng. Cứng ở đây là gì? Đối với những con có tuổi lồng là một. Thứ hai, đối với những cái con chim mà người ta chuyên để đi thi đấu, anh em đừng có dại mà kè vào hỏng con chim đi. Con chim mình chưa đủ tầm để mà đấu với chim người ta, nên là anh em phải lựa chọn một là rượt với những cái hàng mộc giở cùng nhau, tức là cùng trạng. Anh em hiểu không? Cùng trạng là như thế nào? Trong cái quá trình mà nuôi, khi con chim nó dưới 1 năm lồng như thế này, đến 6 tháng lồng thì con chim nó là gọi là cùng trạng với nhau. Lúc đấy thì con chim nó gần ngang đẳng cấp của nhau, thì khi mà kè vào như thế thì con chim bắt đầu mới có thái độ và nó mới chơi. Tránh cái trường hợp mà anh em thấy con chim mình ồ làm gớm lắm, chơi tốt lắm, lại đi đâm vào những cái con chim mà cứng hơn, thì khuyên anh em thật lòng, nó chỉ chơi được khoảng độ nếu mà con nào chơi giỏi lắm thì chơi được 1 giờ như thế này. Sau những cái trận thi đấy nó bắt đầu là sợ. Anh em cứ thử, mình đã trải qua cái vấn đề đấy rồi, là con chim nó bị sợ, nó bị vỡ. Tức là cái thời gian đầu đấy con chim nó vẫn chơi, cá với anh em luôn, cái thời gian đầu đấy con chim nó vẫn chơi, nhưng mà sau cái quá trình đấy thì con chim nó sẽ không chơi nữa. Và dần dần anh em đi rượt bảo ôi tại sao con chim này lần này lại đi không dám chơi. Nên là khi mà cái tâm lý của anh em mà khi đi rượt ấy, mình lưu ý anh em một điểm là làm để làm sao mà con chim nó căng. Ví dụ như hôm nay mình đi rượt ở nhà anh Vinh như thế này, thì việc đầu tiên là mình treo cái chỗ thoáng, những cái con chim nó không cho nhìn thấy những mặt những con chim khác. Nếu mà nó đã có thái độ hót như thế này nhá, thì mình bắt đầu treo ra để cho nó đấu giọng. Buổi hôm đầu thì mình có thể đấu giọng là một này. Thứ hai nữa, nếu mà thấy con chim nó truyền cầu, nó có thái độ tìm chim, thì bắt đầu mình kè vào những cái con chim mà yếu lửa, hoặc là những con chim cùng cái trạng đấy, như mình vừa nói ở đầu video ấy, là cùng tháng, cùng đẳng cấp. Tránh cái trường hợp đấy, nhiều con chim của anh Vinh nó ché. Tránh cái trường hợp là khi mà mình kè như thế nó hỏng đi, nó bị vỡ con chim đi, thì thành ra bao nhiêu cái công sức của mình nuôi trong cái quá trình mà mình nuôi từ ban đầu về cho đến cái thời gian mình đi rượt dãi 3-4 tháng, 6 tháng như thế, mình đã mất công như thế rồi, mà mình chỉ có giây phút mình nóng vội khi mà mình đem đi kè để thử xem con chim mình có đẳng cấp hay không. Nhưng mà không anh em ạ, khuyên thật lòng là thế, mình chơi chim mình bình tĩnh thôi, chứ đừng chơi chim mà kiểu sốc nổi, cảm giác mà ví dụ kiểu muốn ăn thua này, xong rồi muốn hơn người ta. Nếu mà muốn ăn thua hơn người ta ấy, kiếm những cái con chim tiền trăm triệu, những con chim nó thuộc đẳng cấp rồi ấy, anh em mua về thích ăn thua hay là hơn người ta thì tùy, mình khẳng định với anh em như thế. Còn đối với như cá nhân mình chia sẻ, là người chia sẻ là một. Thứ hai nữa là mình cũng là người truyền cảm hứng cho anh em. Thì khi mà anh em chơi những cái dòng chim gọi là mình gọi là chưa chuyên sâu hẳn, thì mọi người lưu ý giúp mình một điều là mình không được nóng vội là hỏng hết. Đó.
Còn như con này thì bắt đầu đã thấy thái độ đã hot rồi, thì tí nữa mình treo phía giáp biên phía dưới này này anh em ạ, để cho con chim nó nhìn thấy những con chim khác xem thử thái độ xem nó có đám đấu không anh em nhé. Đấy mọi người ạ, như mình ấy, những cái hàng này, một số hàng ở dưới là hàng cứng của anh Vinh nhá, còn những cái con chim mà nhốt ở những cái lồng này là những con hàng mộc dở, thì như mình treo cao lên. Đối với trà mào nhá, anh em lưu ý giúp mình một điều này, phải treo cao. Treo cao, thường treo cao thì con chim nó hay đấu, chứ tránh cái trường hợp mà anh em để xuống dưới mặt đất như thế này thì con chim nó sợ nhiều thứ. Sợ nhiều thứ là một đó, còn nhiều khi nó không dám đấu. Đây này, như con chim này của mình bắt đầu có thấy thái độ đấy, bung cánh này, đấu rồi đấy. Thì tí nữa mình sẽ bảo anh Vinh, nhờ anh Vinh kè những con chim này. Anh em để ý những con chim này là những con chim nó yếu lửa này, những con chim nó chưa đạt lửa, hoặc là những con chim mộc dở cùng cái thể trạng như nhau như thế, thì anh em mình treo cái sang phía giàn bên kia nhá. Đó, thì trong cái quá trình như thế thì khi mà con chim mình đã thấy thái độ và mình đã đấu rồi thì mình bắt đầu nhá, làm cho con chim tức. Mình tức là mình chơi trong khoảng độ, đối với những con chim mộc dở như này thì mình không chơi được lâu đâu anh em ạ. Thật sự mà chia sẻ với anh em, rất là nhiều anh em cứ bảo là ui mộc dở mình chơi hàng mấy tiếng trên giàn, nhưng mà chơi với giàn nào anh em ạ, chứ chơi với giàn màng mèng 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 mèng. Còn đối với những chơi những cái giàn mà đẳng cấp thì những cái con chim mộc dở đấy thì khó chơi, cái tỷ lệ mà chơi được rất là ít luôn, 1000 con may ra có 1 con. Chia sẻ thẳng thắn với anh em như thế. Thì khi mà chơi đã có thái độ như thế thì mình chơi khoảng độ lần đầu tiên mình đi chơi nhá. Như hôm nay mình cho con này lần đầu tiên mình đi chơi này, thì cho chơi tầm độ 15-20 phút để cho con chim nó ức đi. Ức đi thì sau khi đó cái quá trình mình dượt dãi xong, mình chia sẻ với anh em một chút là mình kéo áo lồng vào, kéo áo lồng vào để con chim nó hót đấu và về nhà, và về nhà nhá. Chứ đừng để con chim nó đấu đến kiểu như là nó yếu quá, nó không muốn đấu nữa rồi ấy. Thì lúc đấy là làm cho con chim nó dần dần thì nó sợ đi. Đấy, bây giờ mình làm con chim nó hăng thôi. Đó, mọi người cũng thấy đấy, cũng có thái độ tìm chim một chút anh em ạ. Đó, lông lá con này thì cực kỳ ôm. Mình cũng hàng này mình cũng bắt trong sân thôi nhá anh em nhá, chứ mình không trực tiếp mình nuôi gột lên, gọi là mình bắt hàng mực dở ở đây anh em. Biết biết họ nuôi vẫn còn nhạt tách. Con chim nó lông mỏng, ồm bó. Úi, con bên cạnh múa rồi này anh em. Đấy, tình trạng múa là những cái con chim nó bắt đầu có lửa nha anh em nhé. Và mùa này nữa là mùa sinh sản ấy, nên là thành ra khi mà cái thời tiết nó ấm lên ấy, kèm theo cái nắng mới thì con chim nó rất là sung, nhiều con chim nó sẽ ché. Mình bắt đầu đưa em nó vào đây để học hỏi nhá, nhưng mà thực ra thì con chim này nó vẫn chưa chơi được, chỉ treo gần thôi. Để tránh cái tình trạng anh em bung một cái vào như thế này là con chim vào cái khu vực này là nhiều con chim nó không dám chơi, nên là nó sợ đấy. Nên là mình cứ đưa vào đây để dượt dãi trong quá trình này thôi. Đó. Vào đây nó vẫn còn hơi ngơ ngác này. Đây là mình vừa kè với con chim mộc của anh Vinh này. Chim này nói chung là nó cũng chỉ có thái độ với nhau thôi, nó chưa làm đấu. Đó, hai con còn nhìn nhau rồi. Đó, nên là anh em lưu ý nhé, khi mà đi rượt rãi như thế này ấy, thì mình nên lưu ý, ví dụ bình thường ấy mình trùng áo lông lại, và một thứ hai nữa mình để xa những con chim khác ra, tránh trường hợp là nó nhìn thấy những con chim khác căng lửa hơn và nó không dám đấu. Đó anh em ạ. Đó, bắt đầu tĩnh lại một tí là con chim cũng bắt đầu ra thái độ rồi nhá. Đối với những con chim mộc giờ mới lên như thế này thì thường anh em kè những con chim nó cùng trạng với nhau đấy, à, cùng thái độ với nhau, à, có thái độ thôi để cho nó quen với môi trường hót nhiều đi. Chứ không là nhiều khi anh em nuôi con chim rất là hay, nó chơi ở nhà, nhưng mà anh em ít khi được cầm đi, nên là thành ra là con chim nó dường như nó không được học hỏi gì nhiều là một. Thứ hai nữa nó không được va vấp gì, khi mà đi nơi này nơi khác nó sợ, nó không dám chơi. Đó, đó anh em ạ, mình treo sang góc này mình bung hết để cho nó quen đi nhá, quen với cái áp lực khi mà được cho vào giàn anh em ạ. Bình thường nó cũng kệ, nó không thái độ như này, nhưng mà những cái lần tiếp theo mình bắt đầu đi rượt rãi, lần tiếp theo thì mình cầm con chim đi rượt rãi đều hơn, thì lúc đấy mình sẽ có những cái video chia sẻ với anh em. Ở đây thì nó vẫn dám đấu, dám hót,
nhưng mà cái thái độ của nó thì không còn rồi. Thì kệ cho nó xem với mấy cái chú chim của anh Vinh đây này. Hiện tại anh Vinh có cái con chim này kết đấu rất là đẹp luôn anh em ạ. Đó, cho anh em thấy. Rất là tốt. Cánh xệ. Cao cầu. Đó anh em ạ, mình bắt đầu chuyển con chim lên cái cành cây xoài này nhá, treo cao hơn nhá. Đấy, thì thấy bắt đầu là con chim cũng có thái độ rồi đấy. Đấy, dám đấu lại. Đấy, anh em cùng thẩm qua cái thái độ của con chim cũng như là bóng bộ của con chim nhá. Nhá, hàng mộc này thì anh em không nóng vội đâu. Nó không phải là chơi luôn được ngay đâu, nên là rất là nhiều anh em cứ hỏi rồi. Tại sao con chim của em nó không lên lửa thì anh em có nuôi đều tay đâu. Với cả một cái điều nữa thì trong cái quá trình nuôi thì anh em hay thích kiểu là nóng vội thì đồng nghĩa cái việc là anh em hay tìm cách mới, tìm cách làm đủ mọi cách để con chim nó chơi, nên là thành ra là con chim cảm giác nó không được nghỉ ngơi. Nên là khi mà để mà chơi con chim mộc ấy, thành ra con chim nó bị quải quá, mình động chạm đến nó quá nhiều, nên là dẫn đến cái tình trạng là con chim nó sẽ không chơi. Nuôi lâu dài thì anh em sẽ gọi là bị một cái gọi là ảnh hưởng đến cái vấn đề về nuôi, cũng như là nhanh chán nản, nhiều khi là cũng muốn bỏ nuôi chim. Mình chia sẻ một cái nữa mà khi mà lên đàn anh em ạ, mà anh em không có chỗ treo, anh em tìm một cái khoảng cách xa nhất để khi mà di chuyển ra để cái con chim mình dám đấu và dám thái độ. Như hiện tại mình đang di chuyển cái con chim của mình ra phía ngoài như thế này và nó cũng đã bắt đầu có thái độ. Chứ tránh cái trường hợp là anh em dí sát vào giàn là nhiều con chim cứng, nên là thành ra con chim của mình mộc dở thì nó sẽ sợ những cái chú chim đấy. Nên là anh em phải hiểu một cái điều làm sao để giúp được con chim mình có thái độ là một, thứ hai là dám hót là hai. Trong khi đó nữa thì con chim mình sẽ dần dần cải thiện từ cái môi trường đi chơi này. Thì khi mà được rượt rãi này, con chim về nhà hót sung lắm anh em ạ. Nên là thành ra là nhiều khi mình đi dập đều. Như đối với con chim này của mình ấy, thì hiện tại thì nó đang còn mới ấy, thì mình một tuần mình cho đi dập một lần nhá. Sang đến tháng sau đi thì bắt đầu mình tăng dần cái độ dập rãi. Khi mà thấy thái độ con chim nó đã bắt đầu chơi rồi ấy, thì mình bắt đầu là chuyển qua cái chế độ dập rãi là tuần 2 buổi. Khi dần dần khi mà con chim nó quen đi cũng như là chịu được cái áp lực của giàn ấy, thì mình sẽ kè những con chim nó cứng hơn nhá anh em ạ. Mời anh em theo dõi những cái video tiếp theo của mình, cũng như là câu chuyện xoay quanh cái chú chim này. Hiện tại mình cũng không biết là tên em nó là gì, nhưng mà để mà sở hữu được một chim cao bằng như thế này mà bộ lông gọi là mỏng, chim này bộ lông mỏng nha anh em nhé, mà thái độ cũng có như thế này thì rất là khó. Bởi vì đa phần chim mắc thì lông nó rất là dày, nên khi mà để anh em sưu tầm cũng như là mua lại dường như rất là khó đó. Còn con này thì bảo đảm với anh em luôn là mình chơi thì mình giữ lại để đến mùa sau thôi, chứ mình không có chuyển nhượng hay là gì hết. Bởi vì nhiều khi tìm được những con chim hay rất là khó luôn. Nên là thành ra một cái gọi là thôi thì để nuôi. Đó. Đó, sau đi rượt rãi về nhá thì mình bắt đầu treo vào một góc như thế này. Yên tĩnh để cho chim nghỉ ngơi. Thì anh em chú ý giúp mình nhá. Anh em phủ 3 mặt. Mở một mặt thôi, bổ sung thêm hoa quả vào. Đối với những con chim nào mà mùa hè như này ấy, anh em bổ sung một ít cam vào cho nó ăn, cho nó lấy lại sức cho nó tốt nha anh em nhá. Ngoài ra có thể bổ sung chuối hoặc là táo. Úi giời, con trên tầng mình ché ác chưa. Đó. Thôi, hẹn anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Anh em nào có câu hỏi gì hay là những cái gì cần thắc mắc thì anh em cứ comment bên dưới cho mình. Chào anh em nhé, hẹn anh em ở những cái video tiếp theo. Bye bye.